chào quý vị và các bạn. Sau buổi trưa nắng nóng gay gắt thì đến chiều nay, mây dông đã kéo đến gây mưa cho khu vực từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Mưa xuống giúp giải nhiệt bầu không khí. Như tại thành phố Đà Nẵng, vào lúc 15 giờ ngày hôm nay, nhiệt độ quan trắc ngoài trời chỉ khoảng là 30 độ, giảm hẳn 3 độ so với cùng thời điểm này vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, mưa giải nhiệt chỉ đủ làm mát bầu không khí trong tối và đêm nay thôi. Sang ngày mai thì nắng nóng sẽ quay trở lại trên diện rộng, từ Thanh Hóa cho đến là Phú Yên. Gay gắt nhất là vùng núi Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với màu đỏ đậm bao trùm. Với tương ứng với mức nhiệt từ 37 đến 39 độ, có nơi sẽ trên 39 độ. Khả năng đợt nắng nóng lần này sẽ còn kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày nữa. Đúng giai đoạn này thì nhiều nơi tại Nghệ An bà con đang đốt rơm rạ để chuẩn bị vụ mùa mới. Tàn tro có thể bị cuốn lên cao đến 7 mét, bắt vào các đường dây điện cao thế gây mất an toàn lưới điện. Bà con nên tránh đốt rơm rạ gần hệ thống lưới điện để tránh xảy ra sự cố nguy hiểm. Ở Tây Nguyên thì ngày mai trời cũng nắng nhiều và khá nóng vào buổi trưa. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Chiều tối có thể có mưa dông kèm theo. Sáng nắng, chiều mưa dông cũng diễn ra Nam Bộ. Thậm chí mưa còn có thể đến sớm hơn từ trưa và đầu giờ chiều. Mưa khoảng một nửa diện tích của khu vực, đề phòng với sấm sét và gió giật. Còn trước đó thì trời vẫn có nắng và nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Chỉ riêng Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vị Thanh lên mức nắng nóng 35 độ. Ngày mai, nắng nóng cũng xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc, thủ đô Hà Nội và các thành phố nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông, dễ kèm theo sấm sét và gió giật. Trên biển quanh huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai trời nắng, gió cấp 3, cấp 4. Trái lại, huyện đảo Trường Sa có mưa dông, cảnh báo kèm với gió giật và lốc xoáy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thời tiết trong các bản tin thời sự tiếp theo.